Lại là em đây, xin chào tất cả chú bác, anh chị em bạn bè gần xa ha. Chào những người cùng đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 11. Tiếp tục em lên một video bao gồm 32 cái mã cần ha. Và hôm nay tất cả đều hàng carbon hết. Có nhiều hàng đẹp anh em. Nhiều hàng đẹp anh tha hồ anh em lựa chọn ha. Đó thì cũng cũng như thường lệ đối với đầu câu bên em là phí ship 40 ngàn trên một sản phẩm ha. Tất cả đều bỏ ống nước, đóng màng co, chắc chắc cẩn thận hết. 40 ngàn trên một sản phẩm, hai đơn em sẽ được bao ship hoàn toàn. Và anh em chuyển khoản hết cũng vẫn được bao ship nha, chuyển khoản hết 100% cũng được bao ship ha. Và tất cả em sẽ hỗ trợ phí ship nhanh hết cho anh em, nó thiếu bao nhiêu em sẽ bù vô cái phần đó. Nó về cái phần đó là số phần em sẽ hỗ trợ với anh em ha. Nó về con thường lệ là bắt buộc anh em phải cọc giúp em 50.000 mới cho hàng đi ha. Anh em mua hàng bên shop em lưu ý cọc giúp em 50.000, cọc sớm cho hàng đi sớm ạ, cọc trễ cho hàng đi trễ á. Và trường hợp anh em không cọc em sẽ không cho hàng đi luôn ha. Đó, hàng quá bây giờ khó khăn lắm, quý anh em thông cảm giúp giùm em. Em ship nhanh, phí ship 2 triệu tới trong ngoài 200.000 lần chịu không nổi đâu anh em ơi. Đó, với anh em là thật sự muốn mua hàng hãy chốt đơn giúp em nha. Còn nghi ngờ về cái thông số kỹ thuật như thế nào đó thì hỏi kỹ em lại để em tư vấn thêm, đừng có đặt bừa đặt đại ha. Rủi ro hàng quá bây giờ nó cao lắm. Tội nghiệp cho người bán anh em. Ship tới ship lui hàng dập gãy rồi kiện tụng ùm chứ không có bồi thường đâu. Hàng dịch bệnh giờ khó khăn nó không có giải quyết hết đâu. Thì mong quý anh em thông cảm giúp giùm em. Đó, còn về cái phần mua hàng thì anh em nào mua hàng á, thì vui lòng chốt đơn qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 ha. Em chỉ chốt đơn qua Zalo và số điện thoại chốt trực tiếp thôi, còn trên bình luận comment YouTube á là em không có chốt đơn trên đó ha, mong quý anh em thông cảm giúp giùm em. Đó, còn về cái phần khi anh em nhận hàng á, lưu ý nhớ em là kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Đó, để tránh phát sinh mà sau khi nhận hàng phát sinh là khó giải quyết lắm. Thà trước khi nhận hàng lập biên bản giải quyết nghiệp vụ cái này nọ đâu có thể giải quyết hết tất tần tật, nhưng mà khi anh em đã nhận hàng rồi, cái đơn hàng mình đã chuyển qua cái trạng thái thành công rồi đó, là không khiếu nại, không khởi kiện gì hết. Mong biết anh em thông cảm giúp em, đó là đưa em vô cái thế cực kỳ khó luôn, rất khó, cực kỳ khó cho em đó, mà anh em cũng khó nữa. Nó như vậy dễ mất lòng lắm, lưu ý anh em mua hàng tất cả những đơn vị hàng chỗ nào cũng vậy, mua shop nào cũng vậy. Nhưng giờ mình không nhận được thì mình nhờ người nhà mình nhận, cũng lưu ý là phải kiểm tra hàng mình đủ số lượng mình đã mua, đúng mặt hàng mình đã mua và hàng mình phải nguyên dạng đúng như cái cam kết ban đầu hàng hóa mình mua mình hãy nhận, đừng có nhận vô. Anh em lưu ý đừng có nhận xong rồi là mình sẽ thua thiệt 100%. Cái shop nào ví dụ họ bán hàng họ kém uy tín, họ nói họ sẽ đặt dấu hỏi là tại sao như vậy, họ không có chịu trách nhiệm cho anh em đâu. Nó còn bên em thì trước giờ uy tín làm đầu hết, tiền bạc tất cả hàng hóa tiền bạc là anh em không phải lo về cái chuyện đó. Đối với em là không phải lo, ví dụ trường hợp anh em về câu xảy ra cái sự cố gãy vỡ như thế nào đó thì anh em em sẽ hỗ trợ cho anh em và thương thảo như thế nào đó để giải quyết hai bên suôn sẻ êm đẹp ha, không bỏ bất kỳ một người nào hết. Ví dụ còn trường hợp mà hàng hóa vận chuyển tới nó bị sức độ bu hay là khoen như thế này nọ, nếu mà trường hợp đó anh em nào thì có nhận giúp được thì nhận giúp dùm em sẽ cảm ơn rất nhiều, và cái đơn hàng sau chắc chắn em sẽ hỗ trợ giảm cho anh em rất nhiệt tình. Còn anh em mà nhận hàng không được thì cứ tự nhiên, không thoải mái, chuyển hoàn cho em hết, không phải lo phải ngại vì hết hàng em sẽ đổi hàng cho anh em khác hoặc là em chuyển tiền trả cho anh em như thế nào đó. Ok hết, không phải lo về chuyện tiền bạc đối với em ha. Rồi, em cũng xin phép lên video ha. Và hai mã cần cũng hơi nhiều, em sẽ đi hơi nhanh ha. Thì anh em nào cần thêm gì đó thì cứ nhắn tin hỏi em sẽ cung cấp thêm cho quý anh em ha. Ở video hôm nay quay bây giờ là đâu? 9:40 rồi. Quay xong là cũng phải 10:30, up lên cũng phải tầm 12 giờ. Nó thì ví dụ nhiều em mệt quá em ngủ quên thì anh em nào có chốt đơn thì nhắn chính xác giùm em. Video này là video 091, chốt video 091 mã số mấy đó là sáng mai anh em là chốt trước, em sẽ xác định chốt cái đó cho quý anh em ha, chứ anh em đừng có hỏi, nhiều khi sáng mai em trả lời lại nữa thì người khác họ chốt trước rồi. Như vậy rồi, cây đầu tiên gửi đến quý anh em cái ISO hàng carbon nha. ISO hàng carbon, cây này về cho anh em hạ tay ha. Nè, bắt máy nó đóng teo vàng. Cái này hàng Grewy dòng nội địa Nhật nè. Quanta phôi địa Nhật anh em. Nó quấn hạ tay thì nên lấy cái vây này nè. Cái phôi này phôi chuẩn lắm. Phôi nội địa Nhật đời đầu của Grewy nữa, cái phôi này chuẩn lắm. Nó ngoại hình nó có xây xước xác đâu ha. Màu nhưng mà không có cái vết xước nào gọi là ảnh hưởng tới phôi cần hết. Và lưu ý nha, em không có đủ thời gian để hạ tay cho quý anh em nha. Anh em về tự hạ tay nha. Không có thời gian đâu mà ngồi, em ngồi lẩm cẩm nha. Cái cây này thế nhung là ngọn sợi thủy tinh hay nè, ngọn sợi thủy tinh đặc. Anh em nào về không thích ngọn này cứ mua ngọn khác thay vô, ngọn chừng 45-50 ngàn ngọn gì đó. Hoặc là về xương đen khoen để nó không có đồng bộ như thế này ha. Khoen thì vẫn câu được, cũng có phen nguyên phen hư nhưng mà không đồng bộ như thế này. Thì chủ yếu là cây này bán về anh em hạ tay nha. Thì cân nặng của cây này
nó nặng là 248 g. Cây này nó dài đành như là 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Cây này dài 5m4 thôi anh em. Tầm 3h cần tay, 3h 3,5 cần tay nha. Cây này mã số 1 bán anh em giá là 400.000 mã số 1. Rồi tiếp theo lên cái quý này là mã số 2, một cái cần lưu rút ha, một cái cần lưu rút hàng carbon, cái nút đít nó độ lại cái các ngút nè, màu hồng hồng này đó, nhìn cũng lạ lạ ha, các ngút liền như này, bắt máy là bắt máy Fuji carbon ha, cần lưu rút. Hãng có ABE Special, đó, cây này là 9 feet, là dài 2m7 ha, nè. Nó lua hàng cao được ra lua từ 10 đến 30g nè. Đó mà nó tải cá từ 4 đến 10 kg ha, hàng made in Korea. Seabass là chuyên quấn cá trẻm nha. Nó vượt cá trẻm đâu đó. Cây này lua rút nha, hàng 2m4 hàng Korea, carbon. Fan là fan Fuji nè. Nó fan là fan Fuji ha. Bon sáng. 3 lóng 2m7 ha, ngọn zin của nó luôn nè. Rồi thông số chi tiết cây này thì cây này cân nặng của nó là 157 g nha, cũng khá nhẹ ha, ngọn là 1.8 rồi. Cây này mã số 2 bán với anh em giá là 700.000 ha, mã số 2 giá 700 quá ok. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần, cây cần Ikeda ha, cây cần Ikeda hai ngọn, cây này hàng thủ công ha anh em, nó cận lá trên đây ha, nhìn là thấy xịn sò con bò ha, hàng thủ công nha, chữ ký trên đây nè, không biết đọc tiếng Nhật em không rành. Đó, có chốt an toàn, dây an toàn ở đây ha. Đó nè, cây này sơn mài đỉnh của đỉnh luôn nè. Thì nói chung đối với những dòng cần như thế này ha, thì nó là cầu thuộc về dạng là vô giá rồi ha, nó không có cái giá nào gọi là tiêu chuẩn cho những cái dòng cần gọi là hàng thủ công mỹ nghệ này hết. Hai ngọn thế nè, nè đó, sơn mài nè, hàng thủ công mỹ nghệ ha, hàng này được đó, đây là vô giá, hàng này muốn mua giá nào cũng được. Fan là fan xích titan đời mới ha, fan titan xích luôn á, đời mới. Nó hai ngọn, nó một ngọn 1m65 và một ngọn 1m8 ha, nó hai ngọn nè, ngọn fan là fan gold luôn á, fan gold mà nó hơi bạc màu rồi, hai ngọn nè, một ngọn ngắn ngọn dài, nó là một ngọn 1m65 và một ngọn 1m8, hai ngọn như vậy nha. Thì anh em nào thích hàng sưu tầm, hàng độc thì chơi cây này, nói chung muốn kiếm cây thứ hai sẽ không có, đố ông nội Việt Nam nào mà sơn mài được như thế này, chưa đủ trình độ để làm đâu ha, như vậy ha. Rồi cây này là mã số 3 bán anh em giá là 1.700.000 ha, hàng vô giá, tùy theo mỗi người cách chơi mỗi cảm nhận ha, 1.700.000. Anh em nghĩ nó rẻ thì nó sẽ rẻ, mà nghĩ nó mắc thì nó sẽ mắc. Như vậy mã số 3 1.700.000. Rồi tiếp theo nên chú ý nên là cái cần hai khúc hàng carbon ha, hàng carbon nè, nói chung tông sạch tông màu ha, nó làm cán ta cầm sáng khối nè, một màu nào bạc kim tiếng nè. Đó, đồng bộ hàng carbon, bắt máy Fuji carbon luôn nè, cán mút nó không cứng không mềm ha, cầm rất là im tay đầm tay. Cây này hàng có Olympic 2m4 nè, Mamiya Olympic nha, hàng made in Korea 2m4. Cây này độ cứng nó tầm khoảng 60-80 anh em. Đó, cái đầu bu nó có làm lại, nó quấn keo chỉ từ lia kia chân nè. Đó, fan vui xám ha. Nếu quay cây này nó có làm đầu bu lại nè, chỗ này nó bong keo nhẹ một tí. Đó, còn lại nói chung tổng thể là màu bạc ha, bạc ánh kim rất đẹp ha. Cứng 60-80, 2m4. Tầm này cũng vừa chơi cho anh em câu đa thế loại ha. Câu được nhiều loại hình, nhiều địa hình luôn. Tư hàng của Olympic. Cây này là ngọn tháp ha anh em, đọt 2 ly, cân nặng là 270 g ha. Cây này mã số 4 bán anh em giá là 800.000, số 4 giá 800. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em là một cái cần đai qua hoa đỏ lóc ha, hoa sống hay da hoa đỏ lóc nè. Anh em nào chưa mua được hàng bạo lực này thì quýnh cây này ha, tranh thủ mua ha. Fan Fuji biển chân quỳ nè, bắt máy Fuji trong vàng da băng luôn, các mũi Eva dòng này. Cây này hàng con Taiwan ha, sản xuất tại Đài Loan nè, Taiwan và xuất thị trường Nhật, hàng sáng ít hai da,
Đó, heo qua hơn lóc dầu super ha, cứng 122m4 ha. Anh em Phú Yên rồi gặp mấy cái này mê lắm. Phú Yên Khánh Hòa đâu á. Đó, cái Fuji. Fuji chân quỳ hết. Hoàn xoắn hai da tới ngọn luôn. Hình tổng thể cũng còn ngon lành nè, giá thì quá ok luôn. Giá cái nó cực kỳ ok luôn á. Rồi, thông số chi tiết cái này. Cân nặng là 424 g. Ngọn 3 ly 3 ha. Rồi cây là mã số 5, bán anh em giá 1,6 triệu ha. Giá 1,6 triệu quá ok luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái ISO dây trong nè. Cái này hàng Shimano chính hãng ha. Chọn mấy cái này thì nó có đóng tan xanh xanh tí, nên nó cũng sạch thì về đánh cana kỹ hơn chút xíu em ha. Nè, mấy dòng ring chỗ này nè, có đóng tan xanh xanh giúp mấy này anh em đánh cana sạch sẽ hết. Ngón tay em cạo con da nè. Shimano hay bắt máy Shimano chính hãng luôn nè. Máy rất đẹp. Tem xuất Nhật ha. Cái này Indo này, sản xuất Indo, xuất thị trường Nhật ha. 33m. Còn rất đẹp luôn á. Nè, hai khoen luôn nè, anh em thấy độc đáo không? Một khoen, hai khoen luôn nè, khoen dây trong chỉ hai khoen luôn ha. Nguyên zin, voi đẹp lắm. Rồi mới che, còn sẵn găng cuộn cuộn luôn. Khoen xích luôn ha. Nó như vậy dài 3m hay nè, 3m 30. Đó, cái dạng nè, làm dạng như ISO như trong vậy đó. Đẹp lắm, còn đẹp lắm. Đó, nặng 197 g. Còn 2,5 ly. Rồi, cây này là mã số 6, bán anh em giá là 950 ha. 950 mã số 6. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần 2 khúc mà 1,5 m ha. Đó, anh em nào hỏi cần 2 khúc 1,5 m, còn cây cuối cùng ha. Độ cứng cao là cứng 100 luôn nè. Đó, Shock Action. Dòng là Holder Lock Position nè. Bắt máy là Fuji Carbon. Đó. 2 khúc 1,8 m ha. Ồ 1,5 m, 2 khúc 1,5 m, hàng Made in Korea ha. Hãng của anh Fasco, hãng của Nhật. Nó cần rất chắc chắn ha, ngọn sáp nè, ngọn sơn giả quang. Độ cứng cao cứng 100 luôn ha, 1,5 m. Dành cho anh em câu trong địa hình ngồi trên thuyền bè bạo lực rồi đó, không cho bụi lùm gần rồi đó. Nó câu trộm đồ, cái này cũng ngay bài luôn nè. Nói giỡn nha anh em ơi. Nặng 263 g. Ngọn đúng 2 ly. Rồi cây này mã số 7, bán anh em giá là 800 000 mã số 7. Rồi tiếp theo lên quý anh em có Daiwa Holder Lock nè. Daiwa Holder Lock sóng hai dao đẹp lắm. Cần đẹp mới chắc luôn. Bắt máy Fuji tem vàng da băng. Cán mút Eva. Cái này đẹp, dòng super nè, 53m 3 khúc anh em. Cũng là hàng Taiwan luôn, sản xuất ở Taiwan, xuất từ trường Nhật ha. Thôi sóng ít hai dao tới ngọn. Tổng thể cần đẹp anh em. Ngoại hình sáng sủa rất đẹp luôn. Sóng hai hàng Daiwa chính hãng sắn hai da. Rồi, cân nặng là 415 g. Ngọn 2,7 ly. Cái này mã số 8, bán nền giá là 1,5 triệu ha. Mã số 8 giá 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo đôi cho anh em nào thích hàng mà chuẩn nội địa Nhật, Made in Japan luôn á. Anh em nào mà đòi hỏi hơi cao tí là phải có Made in Japan thì cây này ha. Made in Japan là full fan sheet đời mới luôn ha. Đó, cây này cũng mất mới nè, cán bằng phối nè, nút chắc chắn nha, cân bằng tới tay cầm. Ngoại hình tổng thể đẹp, bắt máy Fuji Carbon nè, bắt máy Fuji tem vàng sọc xanh giữa nè, là hàng xịn nó mới có ha. Hãng của Alpha Techco nè, hãng Alpha Techco là hãng của Nhật nè. Cái này dòng nội địa Nhật luôn, dài 3m3, dòng mod là dòng đời mới nè. Made in Japan đàng hoàng hay anh em. Đó, Alpha Techco, cây này độ cứng tầm khoảng 50-60 ha. Hàng carbon. Đó, hàng này hàng đời mới anh em, hàng đời mới nhưng mà Made in Japan luôn ha. Tất cả đều được phân xích hết, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 cái phân xích là anh em sắp lại dựng được hai cái cần lưu rồi ha. Đó, 16 cái chia ra 8 phen, đó là anh em dựng được hai cần lưu là hai bộ phen lưu rồi đó. Một bộ phen lưu xích bây giờ nó bèo cũng phải là 850 900 ngàn một bộ. Đó thì anh em mua cây này nó lời luôn ha, bộ khoen là đủ tiền rồi. Có như vậy lời luôn cái phôi ha. Nặng là 352 g, 3 khúc 3m3, độ cứng tầm khoảng 50-60, ngọn 2,5 ly.
Rồi, cây này mã số 9 bán em giá 1.300.000, chưa bằng tiền có bảo em ha. 1.300.000 mã số 9. Rồi, tiếp theo lên cho anh em có cần nạp table lớp, cây này thì gần như là mới rồi. Rất mới, gần như là chưa sử dụng. Nạp table lớp thì khó phải giới thiệu nữa ha. Bắt máy Fuji trong vàng da băng này, căng một và cao cấp, nói chung là mới chát, mới cần đét luôn. 2m4 size S là cứng tầm khoảng 60. Size S thì cây này cứng tầm khoảng 60 ha. Nói chung là mới gần như chưa sử dụng rồi nên khỏi phải câu gì hết nè. Mới chát luôn, mới kỉnh luôn. Nạp T, hàng nội địa Nhật ha. Quá trời đẹp luôn. 2m4. Nó nặng 261g, không phải dễ kiếm đâu ha anh em, mà hàng nạp T không phải dễ kiếm đâu ha. Ngọn 2 ly đúng. Rồi cây này là mã số 10, bán anh em giá là 1.200.000. Mã số 10 giá 1.200.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần tay hàng nội địa Nhật ha. Cần tay carbon lóng dài hàng nội địa Nhật nè. Đó, xương mài ha. Ngoài rất đẹp. Cây này hàng hãng con Fuji nè. Fuji Moto. Hàng nội địa Nhật ha anh em. Đó, dài 7m2, dòng chuyên sân hàng xa bờ ha. Anh em nào về quýnh chấm đen, quýnh cá chép, cá trâu được xa bờ là quýnh mấy cây này nè. Cái này nó trông nhỏ gọn nè. Gọn mấy cây kia. Dòng là dòng phôi sân hàng ha. Cho anh em coi phôi là phôi ở trong. Đó, phôi dày ha. Đuôi trong phôi nè, caro nè. Anh em thấy là biết hàng xịn này ha. Đó, nhìn là biết hàng xịn rồi. Thì đó, những cây này nè, anh em về quýnh cá chấm đen được nè. Những cái cây này anh em quýnh chắc tay chấm đen nè, hơn chục ký rồi anh em quýnh nè. Dạng tay không sợ nổ cần nè. Đóng cái ốc tha hồ cho nó chạy ha, khỏi sợ nổ cần bậy sản. Cái dòng này là khỏi sợ nổ sản ha. Bọn Nhật nó thiết kế chuyên săn hàng rồi thì anh em có tự tin mà chơi. Đó, những cái đầu lóng xương mài rất đẹp ha. Xương mài là hàng thủ công hết đấy nha anh em. Dĩa bông qua lá hẹ gì nè trong đây. Hàng nguyên zin nguyên bản hết, lóng zin của nó hết luôn ha. Nói chung là cái phôi nó cũng còn, nói chung là nó có sờn, nó có ố, nó có xước mà, nhưng mà tổng thể là vẫn còn được ngon lành. Nó nhìn tổng thể cái cần vẫn còn được ngon lành ha. Có sờn, có xước, có ố nha nè. Nhìn kỹ nó sẽ thấy hết luôn á, chứ không phải là bóng mới đâu. Nhưng mà tổng thể là cần vẫn đẹp, vẫn là trong phạm vi cho phép, không có vết xước ảnh hưởng tới phôi cần hết. Ngọn zin của nó ngọn to luôn nè. Rồi, thông số chi tiết cái này ha. Thì cây này á, độ cứng nó tầm khoảng 6H. Em nghĩ là 7H đó, nhưng mà trong khoảng đó từ 6 đến 7H. Em ước lượng là tầm khoảng 7H, tại vì cái này nó không có cái đồng số chuẩn trên cần. Nó nặng 438g. Dài là 7m2, 438g, 7m2, ngọn là 1.6 ha. Rồi, cây này là mã số 11, bán em giá là 1.700.000 ha. Mấy cần này giờ muốn kiếm không có đâu anh em ơi, 1.700.000 ha. Anh mua cần đời mới mà 7 mấy bây giờ săn hàng một cây phải 3-4 triệu một cây, hàng Đài Loan chứ đâu có rẻ đâu. Anh em chuyên câu đài anh em sẽ biết ha. Mà nó cũng nặng nặng chịch chứ nó có nhẹ đâu. Nó nặng gấp mấy lần cái cây đó nữa. Tiếp theo lên cho anh em cái súp lở ha. Nè, tem vàng súp Nhật nè, cái súp lở nè. Caster 3m6 ha. Nó có chạy xước chỗ này nhẹ một tí nè. Đó. Bắt máy Fuji. Dòng Power 4 hàng Suzumi ha. Nó có xây xác một bài điểm như thế này. Súp lở 3m6. Nhưng loại này câu cũng dễ lắm. Cái loại súp lở này về anh em quấn lục đầu cần, câu ngâm, câu lăng xê, câu biển, câu sông, câu hồ, câu rê bát, rê lua vẫn được hết bình thường ha. Câu đa thủy loại luôn. Tất cả fan Fuji. Những cái dòng cần này á, thì anh em ngoài Bắc sẽ đánh lục, đánh đài, đánh đơn đồ. Anh em dùng biển, anh em lua gền đồ được, câu gền, câu bè cũng được. Anh em trong miền Nam, câu lua rê cũng vẫn được, câu đem câu sông, câu hồ cũng vẫn được ha. Nói chung cần có xây xác, có xước xác đồ nhưng mà không có đến nỗi tệ ha, không có vết xước nào ảnh hưởng đến phôi cần hết. Nó ngàn phôi như vậy ha, hàng 36 cũng khá nhỏ nhẹ nữa nè. Nó nặng có 236g mà. Ngọn là 1.9, góc là 21. Cái dòng này anh em câu đa thủy loại, Bắc Trung Nam mình câu địa hình nào cũng được. Mã số 12 bán anh em giá là 750.000.
Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái ISO hàng Nissin ha, chuyên cho anh em câu bè câu tôm đâu ha. Hàng rút nè, ISO ngắn nè, rút chuyên câu bè câu tôm đâu. Đó. Cái này hàng của Nissin xịn sò luôn ha. Hàng Nissin thì hàng nó đi Nhật rồi. Carbon. Bắt máy Fuji. Carbon bắt máy Fuji ha. 20 về 2m4 anh em, cần rút nè. Đó, hàng Nissin nó đi Nhật. Dòng RV Club. Đó, tất cả đều được fan Fuji hết. Ôi sẵn câu bè, câu tôm, câu thuyền gì đó. Câu ngâm, câu lăn xê, câu rô, phi, câu cái gì cũng câu được hết. Bon. Rất nhẹ luôn ha, nhỏ nhẹ là thiết kế cần nè. To cái chu dẹp thon xuống ha. Thiết kế mảnh cảnh rất đẹp. Nissin. Nó nặng chỉ có 100g đúng thôi. Đúng 100g, 2m4, ngọn pi 8. Rồi cây này mã số 13, bán em giá là 700.000 ha. Số 13 giá 700. Rồi tiếp theo lên cho quý này là một cái cần 2 khúc ha, cần 2 khúc. Ocean King, hàng 2 khúc hàng carbon. Cây này cũng mới nè, bắt máy Fuji xịn sò. Đó, cái mút Eva cao cấp 21 ha. Cây này độ cứng tầm khoảng 50 60 luôn á, có thể là cứng hơn á. 2 khúc 2m1 hàng carbon ha. RV, cây này em nghĩ chắc cũng có hàng của thằng Korea xuất đó, nhưng mà nó không có ghi trên đây nè. Fan là fan Fuji ha, cứng tầm khoảng 50-60, em nghĩ là có thể cứng hơn, rơi vào tầm khoảng 80. Đó, trên cần là không có ghi ha, nó chỉ ghi 2m1 thôi. Ước lượng hay độ cứng của thằng cần nè, em cầm nó ước tầm khoảng đó, 60. 50-60, có thể là 80, tùy theo mỗi người. 2m1, 2 khúc hàng carbon ha. Rồi cân nặng là 240g. Ngọn 2 ly 1. Rồi cây này là mã số 14, bán em giá là 800.000, mã số 14 ha. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em một cần 2 khúc hàng Shimano nè, Order Lock Position. Đó, cây này thì hàng Shimano xịn sò chính hãng luôn, móc máy Shimano Fuji chính hãng nè, mới chát luôn. Đó, hàng này hàng xuất Nhật anh em, cây này hàng Korea xuất Nhật nè, 32.7. Cây này quấn cá chép đồ là ngay bài luôn. Cá chép, cá coi rồi đó, quấn cá mè rồi đó, quấn lăng xê, quấn bơm rồi đó. Cây này quấn ngay bài luôn ha, mới chát luôn, mới kỉnh luôn, fan Fuji hết. Chỗ này thì đóng tan nhẹ ăn tí, coi mới chát à. 2 khúc 2.7 cứng 30 ha. Hàng Shimano chính hãng của nó luôn, đẹp lắm, còn mới chát. Rồi, cân nặng của cây này nó nặng là chỉ có 248g thôi ha. 248g nhẹ như cần lua vậy đó. Ngọn ly 7 ha. Rồi cây này anh em nào muốn quấn lua, quấn sao mồi lua thì về cái thai khoen thì ba nó to hơn tí là quấn được à. Nó tại vì cái for này nó sắp khoen thưa cũng chuẩn khoen lua nè. Đó, nó nhẹ nhỏ rồi ha. Rồi cây này mã số 15 giá 1.1.000 nha. Mã số 15 giá 1.1.000. Rồi tiếp theo lên anh em cũng là một cái cần 2 khúc ha. Nè, bắt máy nè. Cái mức đôi vào một cây màu xanh dương ha. Đó. Ô cũng đẹp lắm. Bắt máy Fuji thêm vàng luôn, mút Eva cao cấp luôn. Cây này 2m4, cây nó cứng tầm khoảng 80 ha. 2m4, hàng cũng Suzumi nè, cây này hàng Korea xuất Nhật ha. Đó, hàng Suzumi, tất cả được fan Fuji hết. 2m4, nó cứng tầm khoảng 80, ngọn tháp nha nè. Fan Fuji, không có fan nào gọi là nứt chân fan hay ảnh hưởng gì hết. Nó cần cũng đẹp ha, dòng Super Four. Carbon rất chắc chắn hay nè, cây này cầm mát lạnh nè, thôi. Cây này cũng thuộc dạng hàng tốt nha nè. Cân nặng là 297g. Ngọn 1D7. Cây này mã số 16, bán em giá cũng chỉ có 800.000 nữa ha. Giá cực kỳ hấp dẫn. Rồi tiếp theo lên cho anh em cái cần tay lóng dài hay nè. Cần tay carbon hàng lóng dài, cái này hàng Nhật hay nè. Cái tay cầm nè. Đó, hàng carbon lóng dài nè. Cái này hàng đồ đi Nhật ha, sóng toàn bộ nè. Đẹp. Hôi đẹp, cần đẹp ha, còn luôn cái nút nè. Rồi mới check luôn. Rồi, xuống gân cuộn cuộn luôn nè.
Cái ngọn của nó này, ngọn zin của nó luôn ha. Cái này để em coi ngọn ngọn long phụng ha anh em. Ngọn long phụng. Rồi, để em coi thông số cái này như thế nào đây. Cái này đến tầm khoảng 2 2h rưỡi ha anh em, tầm 2h rưỡi ha. Được tầm khoảng 2h rưỡi, cây này thuộc dạng dòng câu cảm giác rồi. Dìu ha, câu cảm giác không không phải dòng quýnh bạo lực ha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 rồi 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi đầu cứng, cậu cứng tầm 2 cửa ha, cần rất mới ha, cần nội địa Nhật. Đầu lõm này em có thể nhìn thấy nè. Nó có quấn gia cố đầu lõm này, em có thể thấy không? Nó quấn carbon dày hơn nè. Đó. Cân nặng của nó là chỉ có 95 g thôi ha anh em. Rồi, cây này là mã số. Anh lưu ý nha, chỉ có cứng 2,5 rưỡi nha anh em. Anh em là quấn bạo lực không thích hợp ha, về quấn cảm giác rồi ha. Quấn dòng cá cảm giác rồi á. Nó có giết có mương rồi ha, tại vì nó rất nhẹ. Nè em báo anh em nó nặng có 95 g thôi. Nó 4,5 rưỡi mà nặng có 95 g. Ngọn cây này cũng tầm 0.6, ngọn long phụng cây là mã số 17 giá 800 ha. Dành cho anh em có cái giết cá mương cảm giác rồi, siêu nhẹ luôn. Ông nào quýt bạo lực lấy cái đó về là thua. Nhiều khi anh em đặt về câu không được, chuyển trả hàng cho em tội nghiệp em lắm ha. Rồi tiếp theo lên cho anh em cái ISO khoan nhỏ nè, cái chui cần nè, hàng xoắn hai da ha anh em. Cái này hàng của Osaka Tech nè, cái này hàng nội địa Nhật ha, ngoái Fuji. Đột 1 và 5m4 ISO, đột 1 và 5m4 ha anh em, dòng T-Win Special bản đặc biệt mới chát luôn, ôi đẹp lắm. Phép Fuji xoắn hai da. Xoắn hai da. Gân nổi gân luôn ha, xoắn hình nổi gân chứ không phải xoắn chìm đâu ha. Ngọn carbon xoắn nè. Xoắn cái ngọn nó ngọn nè. Carbon cây này ngọn carbon đặc ha nè. Cái này ngọn carbon đặc, nếu anh em mà cái này hạ tay thì nó tầm khoảng 3h rưỡi, nó trong khoảng đó ha. Nếu mà hạ tay tầm khoảng 3h rưỡi. Mới lắm, ISO ha. Nó nặng chỉ có 205 g thôi. Ngọn là 1 ly. Góc cũng nhỏ, nó góc có 19.4 à. Cây này mã số 18 bán cho anh em giá là 900.000, mã số 18 giá 900. Rồi, tiếp theo lên quý anh em là cái cần 3 khúc, hàng của Daiwa chính hãng nha, Daiwa Honda Lock. Cây này hàng bản VIP ha anh em. Cũng có dòng Taiwan xuất Nhật nè. Cái chui cần nè. Qua ha. Nè, tới cái tay cầm anh em thấy nè. Xịn sò con bò luôn Daiwa ha. Đó. Cứng 50 3m2 ha, 3 khúc. Hàng Daiwa Bogo Mesh. Nó dòng cao cấp con Daiwa ha, xoắn hay da nè. Chung cần này đẹp. Xoắn hay da bản cao cấp của Daiwa, sản xuất tại Taiwan và xuất thị trường Nhật. Nó cây này đặc biệt khác anh chỗ tất cả khoen xích. Khoen cui xích chân đen hết, 1 khoen, 2 khoen, 3 khoen, 4 khoen, 5 khoen, 6 khoen, 7 khoen, 8 khoen, 9 khoen, 10 cái khoen cui xích ha nè, xích chân đen. Nó bóng loáng luôn. Cần đẹp lắm. Thiết kế tổng thể cần đẹp lắm. Yeah. Rồi, cây này thì cân nặng của nó là nó nặng 407 g. Ngọn 2D3. Rồi, cây này cứng 50 và 3m2 3 khúc. Mã số 19 bán cho em giá là 1,7 triệu ha. Đó, tiếp theo. Rồi, lên cho anh em tiếp theo một cái cần tay hàng carbon ha. Đó, dòng chuyên săn hàng, cây này hạng nặng nè. Cây này quýnh hạng nặng dài 8m1 ha. Tiếng Nhật em không biết. Cái này hàng có nạp T ha nè, đồ nó hàng nạp T luôn. Trên này nó có ghi nè, nhìn kỹ thấy chữ nạp T trên đây nè ha. Nạp T ha nè. Nội đi Nhật. Đó, quà tuyết qua dân sương mài như thế này. Đó, anh em này về quýnh lục, quýnh hàng săn hàng xa bờ đây. Cái này nè, 8m1 nè. Đó, tự tin mà quýnh luôn, khỏi sợ, không cần gì hết. Cái này thì for có vết sờn ha, sờn xước, xây xác rồi cũng khá nhiều ha nè. Đó, nè tổng thể là cần nó như thế này, nó có thể nhìn kỹ nữa ha. Nó sẽ quay cận cảnh nè, nó phôi mình là đặc thù nó sẽ như thế đó, nguyên cây luôn, nó là đặc thù cái phôi như thế, nó có sờn vết xước đâu ha, nhưng mà không có vết xé carbon, không có vết xước sâu ảnh hưởng đến carbon ha anh em. Tổng thể là ngoại hình là giống như cây mới nãy em cho anh em xem đó. Ở đây em sẽ kéo em kiểm tra có xây xác xước gì không.
Mình sẽ báo cho quý anh em. Đó, dòng quýnh hạng nặng ha, cây này cũng vậy tầm 7H 8H ha. Cây này rút ra thì cong nhẹ đầu cầm tí anh em, nhưng mà dạng quýnh hạng nặng ha. Ngọn to đùng nè, cây này ngọn có trên 2 ly nè. Thấy không? Còn tay tay như ngọn cần súp vậy. Đó. Rồi, cái cây này á thì nặng là 750g anh em. Đó. 750g 8m1 là anh em biết phô nó dày cỡ nào rồi. Đó, dòng quýnh khủng, dòng này nó không thích hợp cho anh em cầm bằng tay nha. Ngọn tới 2 ly 2 nè. Đó, cái dòng này thì không thích hợp cho anh em cầm ha, chỉ thích hợp cho anh em gác lên cần và chiên săn hàng xa bờ thôi, cá ăn cầm đóng thôi ha, chứ không cần cầm cái cần neo nguyên ngày cầm gì nổi, không thể nào cầm nổi đâu ha. Như vậy lóng gốc cũng to nữa, tầm khoảng 7H 8H, lóng gốc tới 34.6 lần nè, nó gốc to, nó phôi dày nặng nha, 750g, ngọn 2 ly 2, giá nói chung cũng ok, hợp lý cho anh em chơi ha. Cây này là mã số 20, giá 1.300.000, họ hàng của NFT nội địa Nhật ha, về săn chấm đen số 20 từ 3. Rồi tiếp theo lên cho anh em có cần 2 khúc ha. Đó. 2 khúc hàng Ruby. Bắt máy nè. Tay cầm nè, mát lạnh luôn, kim loại. Ác đạn không? Ừ. Hàng Ruby nội địa Nhật ha, bắt máy Fuji tem vàng da băng. Sóng hai da tới ngọn hết, bản special nè. Nó có dòng này, nó có dòng cái dòng mà gọi là cái dòng cao cấp của thằng Riwi đó, nội địa Nhật đó, sống hai da dòng super. Nó mấy cây này mà mấy cây ISO phôi của mấy dòng này nào nhìn mới sướng, đã lắm, tem vàng nội địa Nhật này ha, sống hai da tới ngọn luôn. Đó, fan là fan Fuji Gold ha, và chân fan thì nó có màu gold, nó có bạc màu đóng tem xanh xanh ha, khá nhiều. Đó, cây này hỗ trợ double xích luôn nè, fan là fan Fuji xám, sống hai da tới ngọn luôn ha, 3m 2 khúc anh em, 2 cây quá 1 cây còn 1 cây anh em đều chụp luôn cho rồi để không có cơ hội mua cây thứ ba. Nó cây này nó cứng cũng cao, cứng tầm khoảng 50 60 ba, 3m 2 khúc, độ cứng HH nè, 3m, dòng super. Ngoại hình tổng thể cũng còn ngon ha, cái bắt máy rất là độc đáo, cầm mát lạnh luôn. Cái động số chi tiết cây này á, thì cây này ngọn của nó là 2.5 ly anh em, ngọn 2.5 ly, nặng là 520g. Cây này là mã số 21, bán anh em giá chỉ có 1.200.000 thôi. Đó, số 21 giá 1.200.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em có cần 3m nè. Đó, những anh em nào không thích cần ráp khúc rồi chơi rút 3m nha, độc cứng 15 nè, súp lở nè, 3m ha, carbon, bắt mắt Fuji. Đó, cần nói chung mà hình đẹp ha, con góc nè 15, cây này là Fuji, bắt máy Fuji hết. Dòng này dây đa thế loại ha nè. Nó lần trước anh em nào mua không được thì giờ mua lại ha. Nói chung là phôi nó có sờn, có xây xát ha, nhưng mà vẫn nhìn vẫn còn được mượt ha nè. Ngọn zin của nó hết. Ngọn đồng bộ đồng chắc hết ha, cứng 15 3m. Đó, những cái dòng cần này về anh em miền Tây mình chơi đa thế loại. Câu cá lớn cũng được nữa ha, nó nặng 175g, cái dòng cần này về câu cá lớn được. Nó ngọn 2 ly được ha, cái lua rê rồi đó, câu bè, câu thuyền, câu sông, câu ngâm, câu trong bụi kẹt, bụi lùm cũng được hết ha. Anh em miền Tây mình sẽ câu những cây này thích hợp nhiều hơn. Em này em thích rất thích đi câu, hai đem cho ba lô những cây thứ này nè. Nó dễ câu lắm, nó muốn câu gì câu à, giờ bế qua đem cầm cần tay, câu cá rô cũng vẫn được bình thường, để dưới nó nhả tinh nè. Nó lắp máy vô, câu ngâm, câu lăng xê cũng được, câu cá lớn 5-7kg, cái dồ câu vẫn được bình thường nữa. Kẹt quá đem lưu rê vẫn được nữa, không cần này nè. Thông số chi tiết của nó nặng chỉ có 170g thôi, ngọn 2 ly. Rồi cây này là mã số 22, bán em giá 700.000, mã số 22 ha. Rồi tiếp theo lên cho nên một cái cần dây trong bạo lực ha, cần dây trong bạo lực, cái này hàng con đai qua Made in Korea nè. Cái chui cần nó thì nó bị lỏng, em có quấn keo như thế ha, thì về anh em cứ đổ keo, anh em làm cái đuôi cần lại giúp em. Đó, lưu ý chỗ vừa cần ha. Cái này hàng đai qua chính hãng, dòng Sharp Overty, cứng 80 3.5m ha, độ cứng rất cao, cứng 80, rút dây trong. Hàng cũng đai qua bắt máy Fuji nè. Đó. Đai qua xịn sò luôn ha.
Chỗ mất cái rinh này thì nó có đóng tan, nhưng mà đóng tan xanh xanh ha, anh em về anh em chủ lại giúp em. Nó còn phô đi đẹp. Phô carbon sắn đẹp ha, sắn vũ quạt anh em, sơn vũ quạt nè. Ngọn to đùng nè, cứng 80, mà cứng 80 thì nếu mà cây này so với còn lục thì nó tầm khoảng 80 lân C, nữa so với cần lục cây này cứng tầm khoảng 27 ha, nó tầm khoảng 27 cần lục đó, để cho anh em có thể mừng tượng được ha. Rồi cây này á, thì nó cân nặng là 388 g, ngọn 3 ly 6, ngọn to đùng luôn. Rồi cây này là mã số 23, bán anh em giá là 900 ha, số 23 giá 900. Rồi tiếp theo, lâu lắm rồi mới gặp lại cây này ha, đây qua keo lát, kèo lắp hai khúc đai qua. Cây này thì chuẩn là đi Nhật rồi, anh em khỏi phải hỏi đâu hết ha. Bắt máy Fuji vàng da băng nè, bắt mới cứng 120m4 ha, Kenzaki keo lắp. Thì cái sợi keo lắp này, cái sợi chuyên sản xuất có giáp chống đạn đó, thì chắc nhiều anh em cũng biết rồi ha, nó sẵn sợi keo lắp như thế này nè. Không biết cây này cầm cầm dao rồi chém vô không biết có phạm không ta. Nào quay video em thử à, súng bắn không lũng thì dao chặt sau lũng, thì bữa nào nó cầm cái dao phản cho nó thương phát ha, chứ không có súng, còn súng bắn một cái thì nó đi bốc lịch ạ. Nào cầm dao phản cho nên thương phát. Nó dòng rin này ha, lâu lắm rồi mới gặp lại, độ cứng cao ha, cứng 120 m 2 m4. Đó, những cái dòng cần này vừa chơi sưu tầm là bá cháy luôn. Rồi cây này cân nặng của nó là 434 g, cân nặng 434 g, ngọn là 3 ly 9 ha. Cây này là mã số 24, bán anh em giá là 2 triệu mốt, 2 triệu mốt, 2 triệu 100 ngàn là sở hữu em nó. Dòng cần đó sau này chắc cũng tuyệt chủng luôn rồi, bây giờ nó đâu còn sản xuất đâu, nó thuộc về hàng sưu tầm rồi, vài năm nữa là nó gần như là tuyệt chủng. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần hai khúc hàng carbon ha, The Lock Holder Position. Cây này rất mới, hàng của anh Fateco nè, mới chát luôn. Chỉ có chỗ cái này nó do nó quấn băng keo á anh em, chỗ cái cán này nó quấn băng keo, mình lột băng keo ra cái nó cái dấu băng keo nó không, nó bông nó xàm nè, nó rất tiếc. Còn cái cần này đẹp lắm, bắt máy Fuji chính hãng luôn, hàng của ảnh Alpha Tico nè, made in Japan luôn nghe, nội đi Nhật nè, made in Japan nè. Nên em đòi hỏi hơi khó tính thì đây, made in Japan có chữ nè, 2m4 hàng carbon ha, tất cả đều được fan Fuji hết, hàng Fuji xám đời mới. Cây này tính hỗ trợ luôn đầu bu xít môi chè nè, bộ xích môi trề ha, đầu cứng tầm khoảng 80 2m4 ha, 80 2m4, nó rất mới, chỉ có chỗ có cái này thôi. Rồi cái này cân nặng là 310 g hay nè, nặng là 310 g, ngọn là 2 ly. Rồi cây là mã số 325, bán em giá 1 triệu nha. Đó, tiếp theo lên cho anh em một cái cần hai khúc 3m3 nè, anh em nào hỏi ha, cây này hai khúc nè, 3m3 nè, hàng carbon này phôi dựng anh em, cán là cán bằng chính hãng, có cán bằng, bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn. Đó, cán bằng anh em, cây này thuộc dạng không biết câu gì, chắc câu cá chép quá, cá chép hay câu gờn như thế nào đó, phôi là phôi dựng luôn ha, được ngắt là tất cả phân xít hàng carbon màu xanh rêu ha. Nó từ lóng gốc với lóng ngọn nó không có đồng nhau hay nè, thì bữa trước em đo nó còn như 3 mét 3 mét 2 gì đó, em đo thô gạch đó. Thì nên lưu ý với anh, cây này tất cả được phân xích đó, nó sẽ hụt với cái góc như thế này, tại vì cái phôi là thôi dựng, anh em muốn kiếm phôi 3m3 nó rất khó ha. Thì này thuộc là hàng dựng ở bên Nhật, nó dựng sẵn chứ không có dựng nha anh em, nó đi keo chỉ như thế này đó, thợ dựng chắc thợ đụng mà đụng đâu dựng đó đó, như vậy các bạn, như vậy ha, 1 phen 2 phen 3 phen 4 phen 5 phen 6 phen 7 phen 8 phen 9 phen 10 phen 11 phen 12, cái phen xích ha. 3m3 hai khúc, thì cây này về anh em làm anh em đu gần vẫn được nè, hoặc là về cuốn cách chép rồi, cách chép cá mè đâu cũng vẫn được ha, rufi đồ như thế. Đó, cần thiết kế 3m3. Bữa trước mới con anh nào hỏi thì có gặp, thì gặp mua cái này giá cũng rẻ nữa, nó nặng 370 g à, khoảng 2 ly 2. Rồi cây này là mã số 26, bán anh em giá là 950 nha, số 26 với 950. Rồi tiếp theo lên cho em một cái cần sút ha, sút 36, lâu rồi mới gặp lại. Này cây hàng đồ đi Nhật nha.
cái chu cần này, sub 36 nè, gặp con máy Fuji đem vàng còn 36 nha, dòng casting sub 36. Nói chung màn hình thì nó cũng có xước ố rồi, xây sát nhẹ rồi ha, tất cả là được fan Fuji hết, Fuji chân khoan đẹp nè. Cây này nó cứng nảy nhẹ ha nè, hơi màu tím carbon, nó có xây sát nhưng mà mờ ha nè, xây sát xước rồi nhưng mà nó mờ, tổng thể cần vẫn còn được. Ok, nó có vết xây sát với xước đồ phôi zin của nó, hàng zin luôn nó luôn ha. Cây này độ cứng tầm khoảng 27, cứng nảy ha nè, 36 cứng tầm khoảng 27, cần suốt nó nặng là 335 g nha, khá nhẹ. Nó là 2 ly 1, nó dành cho anh em nè, quýnh lục độc cần đồ, hoặc anh em đồ trong nam mình đem lưu rê cá lóc rồi ha. Như vậy 36 thông số này cung cấp rồi. Cây này là mã số 27, bán anh em giá là 1 triệu ha, số 27 giá 1 triệu. Rồi tiếp theo lên đây một con sút 5m4 ha, 100.000 cây mới có một cây sút 5m4 ha nè. Nó cây này hàng carbon nè, tập cái góc có bớt sờn sờn dính keo dính ố chỗ này ha, chui cần nó sub 5m4 ha, Eco Club Jimmy sub 5m4 đó, 100.000 cây mới được cây sub 5m4 ha. Cây này hàng mới luôn nè, dòng đời mới, bắt máy Fuji sensor đó, hàng đời mới anh em. Cây này cũng vậy, giờ 5m4, tất cả đều được fan Fuji bóng đẹp đàng hoàng hết nè, nó carbon sắn rồi ha, sắn sắn đời mới hay nè, sắn mịn nha, sắn gân sắn mịn đàng hoàng đó, mới chát à, ngọn zin của nó luôn nè. Cây này nó cứng tầm khoảng 30 hay nè, sub 30 về 5m4 nha. Anh em muốn kêu kiếm cây 54 thì kiếm không ra đâu, thì anh em là đang cần cứ mua ha, cần rất mới, nặng 510 g, cứng tầm bằng 30 ha, 30 5m4 nên là đang cần để tranh thủ ha, chốt đừng chốt đầu quên nó chưa đâu, cái ngọn của nó còn 2 ly 7. Rồi cây này là mã số 28, bán anh em giá là 1,5 triệu ha, mới chát à, là số 28 cho 1,5 triệu. Rồi tiếp theo cây này nó còn độc hơn nữa đó, cái dòng cần này không phải dễ cứu đâu anh em, nó dòng cần đai qua rút rút không lóng ngắn rút lỡ này ha, cần đai qua đó, anh em nào mà gặp cây này rất dành nhau ghê lắm nè, có thể anh em mua trước chút trước ha, hàng đai qua cứng 50 H7 ha, cái mức Eva cao cấp, bắt máy Fuji đem vàng da băng đó, em nghĩ cây này sẽ nhiều người dành nè, tại vì nó rất là ít, số lượng nó về rất là ít, những cái dòng như thế này nó phen mới chát luôn nè, phen Fuji chân đen ha, anh em có thể thấy nè, phen Fuji chân đen nhìn phen bóng hới nè, cây này ít sử dụng, hàng đai qua xoắn hai da con Whisker ha, hàng đai qua nội đi Nhật ha, cây này thì chuẩn nội đi Nhật rồi, khỏi phải hỏi, nó xoắn hết hai da, thôi cũng bóng bóng bẫy đẹp, ngọn gần cuồn cuộn luôn, 50 ha nè, có những cái cây này rất ít nè, cứng 50 2m7, tất cả đều được fan Fuji hết. Rồi cân nặng của cây này, nó nặng là 269 g, 269 g. Ủa quên đâu cái ngọn vậy ta, ngọn là 1 ly 9. Rồi cây này là mã số 29, bán anh em giá là 1,5 triệu ha, số 29 là 1,5 triệu. Rồi tiếp theo lên như quý anh em một cái cần ISO khoan lớn ha, hàng carbon ISO khoan lớn carbon nè, bắt máy Fuji ha, xuống lá gặp con bắt mắt Fuji, nó
giờ 4,5 anh em, đọt 4 giờ 4,5 nè, thân nhỏ gọn nhẹ là hàng carbon, còn có cái sờn vết ố anh em, có cái sờn vết ố, có xây xác, có xước anh em, vết ố có sờn đọt nhẹ anh tí, nó tất cả đều được fan Fuji hết, fan Fuji đẹp không có nước chân ha, màu sáng. Tất cả đều hàng carbon sẵn hết, sẵn gân cuồn cuộn luôn. Đồng màu đồng chất hết ha, phen Fuji cũng đẹp không có nước chân hết, khá nhẹ, nặng chỉ có 275g thôi ha, ISO ngăn lớn nha, 4,5 275g đột 4, nó ngọn là 1.8. Rồi cây này là mã số 30, bán anh em giá là 900 ngàn ha. Và số 30 giá 900. Rồi tiếp theo, nó lên cho anh em cần xuất lỡ ha. Holiday Spin nè. Đó, cây này cũng khá nhiều anh em đang tìm nè. Cứng 20-39 dòng xuất lỡ nha. Holiday Spin, tem vàng, hàng made in Korea ha. Korea xuất Nhật ha anh em. Holiday Spin 20-39 nha, bắt máy Fuji. Nó Shimano chính hãng. Không có bức sợ bức sờn chỗ này ha, tất cả đều được fan Fuji hết, fan đẹp không có lỗi lầm, phone sẵn. Những dòng này cái phone rất là tốt, rất là nhiều anh em ưa chuộng, xúc lỡ 3m9, nhỏ gọn nhẹ bền, phôi đẹp, phone sẵn gân rồi, tổng thể càng ngon ha. Nó nặng chỉ có 300g thôi, xúc lỡ 3m9 300g, ngọn là 2 ly 2. Rồi cây này là mã số 31, bán anh em giá là 950 ha, số 31 với 950. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em là một cái cần ha, súp súp hàng cao cấp ha anh em, cần súp súp spin ha, cây này bản nội địa Nhật ha anh em, có xây xác chỗ này, Shimano dòng súp spin power ha, giờ 4,5 DST nè, DST thì cứ tầm 27, thì nên là chuyên cần súp nhất rồi, dòng spin này đâu có cây nào rẻ, 15-16 triệu một cây. Cây này xây xác nhiều nữa nó bán giá thấp ha, carbon sóng nè, nói chung cây này là sóng ít toàn thân hết, sóng tới gốc luôn nè. Cây nào hàng cao cấp ha anh em, là bắt máy titanium, là hàng cao cấp của Shimano rồi, khỏi phải nói rồi, bắt máy titanium ha, sóng gân nè, có xây xác ha anh em, có xây xác có xước ha, lắp chỉnh zin của nó luôn. Nó fan là fan Fuji xích trắng đàng hoàng nghe, bộ fan này anh em mua tầm phải 2 triệu 2,5 triệu bộ fan này rồi, fan Fuji xích trắng nè, thôi thì nó có sờn, có sờn có xước, dạng xước ngoài da thôi anh em, có sờn có xước, xước ngoài da thôi, không ảnh hưởng tới phôi, nó xước một mặt thôi ha, mặt cái này thì đẹp. Thì anh em có thể tra giá trên mạng đâu mà, những cái dòng cần này, dòng cần nội địa Nhật khá phổ biến rồi, tra giá Việt Nam mình nó bán nhiều lắm, thì anh em so sánh nếu mà giá chỗ em thích hợp hơn, ok hơn thì mua ủng hộ em ha. Là định vị phen xuống gân toàn thân hết, đóng trên đây thì đẹp không có chày nè, đó chỗ này đóng ten, đó ngọn xuống gân đàng hoàng, định vị phen, bản này bản nội địa Nhật anh em, đừng bị khoen ha, dòng spin thì khỏi phải nói là hàng cao cấp ha, để anh em có so sánh giá em hợp lý thì mua ủng hộ em. Cân nặng là 493g, 493g, ngọn là 2 ly 3 ha, ngọn 2 ly 3 nè, đó DST là cứng 27 và 4,5 ha. Cây này là mã số 32, bán với anh em giá là 7,5 triệu nha. Số 32 giá 7,5 triệu. Rồi, tiếp theo lên nha, cây cuối cùng cho anh em là cây hôm nay nha. Cây này hàng có thằng ISO fan nhỏ, còn luôn cái bao của nó nè, bao chính hãng của nó nè, bao xịn của nó luôn. Đó, cây này hàng có Suyumi, cái cán nè, cái cán tròn tròn vuông vuông bầu bầu ha. Đó, cái này chưa bông tem nè, chưa bông màng co nè,
Suzumi máy Fuji ha, đọt 2 dài 5m3 dòng Sikon. Cây này hàng Korea xuất Nhật anh em, mới còn luôn cái bao mới lắm, có xay sát có xước nhẹ ha, tất cả đều được Fuji hết. Thôi cũng bóng đẹp ha, nói chung cần khá mới, vẫn có xay sát nhẹ vài chỗ, cần thì bóng đẹp carbon sẵn, hàng nguyên riêng nguyên bản của nó luôn. Đọt 2 hay nè, còn luôn cái bao cần zin của nó, nó nặng là 297g, ngọn ly 6 ha. Cây này luôn nắp chụp bao cần nó luôn. Cây này mã số 33, bán anh em giá là 700.000, mã số 33 ha. Nó 33, 33 là số rùa không tính, không kiếm thêm cây nữa cho qua 34 rồi. Số 33 rồi, kiếm cây nữa ha. Đó, em gắng kiếm thêm cây nữa, lấy 34 cây ha. Súp lở hàng đai qua nè, cứ 15-36 ha. Dòng cần này cũng khá nhiều nè, em ưa chuộng nè, nhỏ gọn nhẹ ha. Cái này hàng Korea xuất thị trường Nhật, độ cứng 15-36 ha. Bắt máy Fuji. Hàng đai qua. Đai qua chính hãng nè, Korea xuất Nhật. Khoan được hàng Fuji nè. Cặp con sáng. Con sáng. Súp lở nha, cái này rất nhẹ ha nè, 36. Nó nặng là 229g. Ngọn là 2.0. Rồi, cây này là mã số 34 ha. Mã số 34 bán em cây này giá là 700.000 ha, mã số 34 giá 700. Đã rất rẻ. Nó rồi, em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì anh em nào mua hàng vui lòng chốt đơn qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 nha, em tên Nghiệp ha. Lưu ý thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em ha. Còn anh em nào đã đăng ký rồi thì nhớ bấm like theo dõi để không bỏ lỡ những video sớm nhất của em ha. Rồi, xin chào, chúc anh em nhiều sức khỏe, may mắn và thành công ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.